mõ mà bây giờ là chiến tranh như mỏ để chiến trận du kích, chứ còn đi đi ở đằng đằng núi chè này cơ. Thế thôi, anh Quang lẻ chưa biết được không? Anh Quang thế nào? Không biết được. Tôi... Đấy, cái ao, cái vé ngoài này anh có. Sang là chỗ mạc á, sang mạc ấy. Đấy, đường sang hướng mạc ấy. Chứ cái lối đi bây giờ là lối mới mở thế đúng không? Lên mạc ấy là mới đổ thêm. Còn cái lối là đi vào giữa ngõ nhà phú mà mẹo lại đi vòng về thằng cái ao nhà mình, ao rửa ấy. Ao rửa đi đằng sau nhà, đi chỗ đầu đốc vào thu đến thôi. Đấy. Có cái ở phía dưới á, cái rẻ á. Đấy, đi cái ngõ ấy. Đi rẻ. Thế sau rồi mới đi rẻ. Dưới rẻ, cái chỗ... Tức là không phải đi được, bên đối diện đến bây giờ. Không phải bây giờ.